anh hiểu em cứ như một chuyến dạ. Yeah, 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 anh là chúa thế mà anh chấp nhận người anh kết hôn là em à. Nà, 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 em cũng chơi, thế nha. Sách giáo khoa em thường đọc rồi. Trời trong xanh như thế anh vẫn cầu mày. Thật lòng em chắc có lẽ nên cầu mây. Làm cho em cứ nghĩ suy đến hào gầy. Cũng là do tính anh hay gạo. Do tính anh hay gạo. Từng ngày qua cuộc chiến anh đang khơi mào. Hẳn là anh thắc mắc em sẽ làm sao. Vậy thì thôi bữa tối nay em không mời. Rồi ngày mà em buông lời chờ anh bay luôn yeah. Vậy thôi bao giờ bao luôn nghỉ chơi. Đừng có bay khiến em buông tay, đừng đừng chọc cao hoa ra lại rơi. Đừng dừng xe trước đây nhà em, đừng đừng tìm em mỗi khi say mê. Yeah. Nhà đầu tư này đến từ đâu? Đồng anh như thế sao mà quay đầu? Hiểu em tất cả đó là hiểu sai. Công chuyện đã giỏi chưa kiểu ai? Vậy thôi bossy bao, bossy bao thôi. Nghỉ chơi bossy luôn nghỉ chơi. Trời trong xanh như thế anh vẫn cầu mày. Thật lòng em chắc có lẽ nên cầu mây. Làm cho em cứ nghĩ suy đến hào gầy. Cũng là do tính anh hay gào. Do tính anh hay gào. Ngày qua cuộc chiến anh đang khơi mào. Hẳn là anh thắc mắc em sẽ làm sao. Vậy thì thôi bữa tối nay em không mời. Rồi ngày mai em buông lời cho anh bay bay.